Xin chào các anh chị em và các bạn nhé. Video này em sẽ chia sẻ với các anh chị về cái thuốc để mà diệt cái cây cỏ thải lài ấy, cây rau chai đấy. Người ta có chỗ thì người ta gọi là rau chai này, có chỗ thì gọi là thải lài, như em gọi là cây thải lài này. Đây, cái đốt này nó đã ra rễ như này, nó chỉ cần có độ ẩm thôi là cái đốt này nó đã ra rễ này. Ra rễ nó rất là, cây này nó sẽ thân nó là, trong này nó chứa rất là nhiều nước nên là nó khó chết nhé, khi xịt thuốc nó rất là khó chết. Và thêm cái nữa là cứ mỗi mắt này nó ra một cái rễ kia, cái mắt này nó ra ra một tí là nó lại ra rễ tiếp, thì nó sẽ hút được nhiều nước này. Đấy, khi xịt thuốc vào thì thuốc nó sẽ bị loãng đi và nó khó chết được cây này lắm nhá. Đấy, thuốc cháy cũng chỉ làm cháy được này cái lá của nó đi thôi. Đấy. Và cái này có một cái nữa là nếu mà các anh chị phát ấy, phát thì cái gốc nó lại mọc lại, mà khi phát như này cái dao phát nó làm văng cái những cái đoạn như này nhá, nó văng như chỗ khác nó lại mọc ở chỗ khác tiếp, chứ nó không chết được đâu, rất là khó chết. Đấy, để như ở đây nếu để mà xịt được diệt được cây này chết đấy, thì các anh chị nên dùng cái thuốc cỏ lưu dẫn đấy, loại chai nước này, thuốc trừ cỏ loại chai nước đây nhá, cỏ không chọn lọc đây nhá, loại chai nước này trộn với cái gói 2,4D đây. Đấy, trộn với cái gói này. Cái anh chị sẽ cho cái thuốc này theo cái lưu lượng của nó, và một bình sẽ cho thêm một gói này vào, một gói 2,4D này vào đây. Ali 2,4D đây, thì một gói này nó sẽ được một bình nhá. Khi hòa thì các anh chị sẽ cho nước vào bình trước này, cho nước vào bình trước xong cho cái gói bột này vào, khuấy lên cho nó đều lên, hoặc là các anh chị sẽ cho cái gói này vào trong một cái chai, đổ nước vào, lắc đều nó lên, xong bắt đầu mới cho nước vào trong bình, cho nước vào trong bình xong là đổ cái thuốc mà cái gói này mình đã hòa ra rồi ấy, đổ vào trong bình, xong lại đổ thêm ít nước vào, cho thêm cái thuốc nước này vào nữa, rồi đổ đầy nước vào, khuấy ra là xịt thôi, xịt ướt đều nhá. Đối với cái cỏ này thì xịt một lần một thì nó sẽ không thể chết hẳn được này, tại vì cái cây này nó hay mọc thành bụi bụi ấy, thành nó mọc nó bò, cho là nó hay ngả, nó bò lên nhau đấy, nên là khi xịt các anh chị có thể là xịt thì nó chỉ bị có những chỗ thì nó sẽ dính cái phần cây ở trên ấy, thì nó sẽ chết cây trên, còn cây dưới không dính thuốc thì nó sẽ vẫn còn sống nhá, hoặc là dính ít thuốc thì nó sẽ sống lại, nên là các anh chị xịt phải xịt khoảng 1 đến 3 lần, 2 lần tùy theo độ, tùy theo cái cỏ nhiều hay ít. Đấy, xịt kỹ vào thì nó mới có thể là chết được cái cây này, chứ cái cây này thì nó rất là khó chết. Còn cái 2,4D này là nó sẽ không có mùi như cái 2,4D khi trước kia đâu nhá, nên là các anh chị cứ yên tâm xịt, không sợ mùi hôi, không sợ mùi hôi đâu nhá. Đấy, nên là xịt nó sẽ rất là dễ xịt thôi, xịt để diệt cái cây này. Cây này thì nó rất là khó trị. Và em cũng xin dừng video ở đây. Xin cảm ơn các anh chị đã xem video nhé. Và nếu ai chưa đăng ký thì đăng ký giúp em. Và ai chưa like thì like giúp em. Và em xin cảm ơn ạ.